À, xin chào các anh chị nhà đầu tư à, thì bên đây trong phiên ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có để thấy rồi thì nói chung cũng giống như cái hình nền của cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ nêu ra ba cái vấn đề ha đầu tiên là một cái thói quen rất khó bỏ đúng không một cái tật có là đua cổ phiếu nổ đó tí nữa sẽ lôi một loạt những cái con mà cũng cũng gần gần đây đó bắt đầu nổ lên cái là bắt đầu chụp hình chân 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 rồi này lên là khoe rồi xô xô mới khoe nhiều rồi này đó là hay vậy lắm Mà đã bị rất là nhiều lần nha Anh chị hình dung như thế này là Cái gì mà mình bị một lần hai lần thì không sao Rút kinh nghiệm chứ bị nhiều là có vấn đề nha À cứ mua nổ vô mua nổ vô Rồi mắc xích thứ hai là gì Là nguyên một cái đạn ở dưới á Ui dồi ôi Thị trường sử do cầm tiền đến ngoài Thị trường nó lên cho 6 cây 7 cây Tới lúc mà gần gần đây mà Vừa mua lại vô một cái Có em biết rất là nhiều bên mua lại Gần đây thôi vài ngày thôi Tạo ra những cái sự vô mô đẩy lên một phát y như rằng là thị trường chỉnh à nó chỉnh nó chỉnh bây giờ mới mới mua lại rồi bây giờ sao giờ chẳng lẽ kêu thị trường rủi ro tiếp à đấy chưa mà thường á mua lại á là hay viện vào một cái cớ là mua cái gì mua cổ phiếu dòng tiền riêng mua cổ phiếu riêng lẻ mua những con có dòng tiền khác biệt đó là cũng quay lại mua mấy cái con nhỏ nhỏ mà chần chần á đó rồi mua vô mấy con đó là nó lại nó lại up cho đúng không mua biên thì lỏng chần thì nhanh đúng không hàng về thì lại không có ăn đã một cái mô tiếp nó đi đều với nhau hết nó đi một cái phôm nhớ y như rằng hết rồi cái thứ ba là gì làm ơn đừng thay đổi quan điểm nha tại ra dưới đứng ngoài thì nên đứng ngoài luôn đúng không cái đứng ngoài rồi gần gần đây ấy, thì vô một chút xíu rồi vô những con có dòng tiền riêng đúng không xong rồi bây giờ lại quay ra rồi bắt đầu view rủi ro thì nó lại không chính xác À, bắt đầu bây giờ view rủi ro là có khi nó lại lên nữa đó thấy chưa hình dung nó là như thế anh chị nha rồi thêm nữa là hôm nay chắc có một con mà chú ý nhiều là con CSV con này chắc là nhiều bà con sẽ chú ý tại em biết là cũng có nhiều người bắt ở đây không tại vì nhiều người hỏi rồi câu hỏi đặt ra là cái cây này là cây phân phối cây tàu đỉnh cái uh, cướp hàng hay là như thế nào thì bây giờ anh chị hiểu như này là bản chất đây là một con hàng lái nó đã trần năm phiên liên tiếp và những cái phiên trần này đều là những viên gạch đường kẻ là hoàn toàn không hề có cung cầu và điều là thuần tí lái mà khi đã thuần tí lái mà anh chị đi phân tích kỹ thuật thì nó sẽ không chính xác đúng không thì cái phiên hôm nay giải thích như thế nào phiên này nếu nó là cướp hàng nếu nó là cướp hàng thì sao thì lái nó phải đo được cái cung cầu trong phiên này không? cái này là phụ thuộc vào tổ chức hoàn toàn phụ thuộc vào tổ chức tại vì nó là cổ phiếu bo cung và cổ phiếu đánh theo lái mà đi phân tích kỹ thuật để làm gì quan trọng nè Lái nó phải đo được trong cái phiên này nè nếu như á, nó đạp xuống mà hầu như tất cả những ai mà đang có lời hoặc là đu ngắn ngắn ở đây nè hoặc là mua dưới mà họ bán hết rồi á thì lá nó sẽ cướp hàng và nó mua lại hết thì nó biết có nghĩa là tâm lý nhỏ lẻ bây giờ là đang chực chờ để bán và khi cái cây này xuất hiện á nó phải đo được là có nghĩa là khi cái này xuất hiện nè thì mấy ông diễn biến như thế nào giống như người ta có câu á ai cũng là người tốt hết á trước khi gặp biến cố khi có một biến cố gì đó sinh tử hay gì ra bản chất con người xuất hiện thì mới biết thật sự cái người đó có thật sự cao thượng hay không thật sự cao cả hay không hay là vì sự sinh tồn là họ lại bộc lộ cái phần con nhiều hơn cái phần người xuất hiện đúng không giống nhưng mà khi mấy cây này xuất hiện sao bắt đầu á nó sẽ đo được là mấy ông bán hết chưa ví dụ như đa phần tất cả đều bán thì nó sẽ ăn lên thì cây này sẽ là cây cướp hàng và nó sẽ lên tiếp để nó phối hàng ở giá cao hơn còn nếu như nó đạp xuống mà rất nhiều người mua hầu như ai cũng chực chờ cái cây này để bắt được không thì lãi nó sẽ phối liền trong cây này luôn và ngày mai nó sẽ thả rơi luôn đó cho nên nó phải tùy thuộc vào cái cung cầu ngày hôm nay của nó và ai là người biết được và đo được những cái này thì bản thân trong tổ chức nó đo chứ bây giờ em đi phân thích em có biết đâu em có quen tụi này đâu Đúng không? Mà có quen chắc gì nó kể cho mình Đúng không? Mày làm sao biết được cái này là, 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 là nó cướp hay là nó nó nó, nó phối à, mà Quan trọng là cái tâm lý ngày hôm nay nè Ví dụ anh chị đi hỏi những người họ đang cầm con này á Hôm nay họ bán hay họ mua hành động họ là gì? Làm một cái bài khảo sát Lập một cái group Số lượng người cầm CSV xong ngày hôm nay đang làm gì đã kiểu thế cái đầu đi thống kê đi đo đi coi coi là hôm nay người ta mua nhiều hơn hay là người ta bán hết nếu ai không chạy hết thì em đảm bảo anh chị cây này lên tiếp còn nếu nó hấp thụ chưa đủ hoặc là hôm nay rất nhiều người me me cái cây này bắt lên bắt lên bắt lên bắt lên thì nó phối thẳng trong đường tăng luôn và mai con này sẽ thả sàn nha đó thì nó phải tì theo tôi chức thôi thành nó đánh mấy con này đúng kiểu là anh chị phải đặt cược nữa à phải đánh hơi đánh lô tí Anh dung ha đó và quan điểm á những cái người mà họ đánh những con này là thường á họ phải biết tin trước mà họ nằm ở dưới này nè nếu nó vô biên là anh chị có chốt thôi À, tùy theo cái sự tham lam của mỗi một con người đúng không và lái nó chỉ đánh 5 cây này để nó nó tạo ra gì một cái gì đó thật là hoa mỹ để người ta đua vào nhiều đó còn khi lên tới trên này là bắt đầu nó sẽ qua một trạng thái phối bắt đầu nó sẽ được ra cái câu chuyện là gì à, ai vô ai ra ra bao nhiêu vô bao nhiêu đó nếu mà vô nhiều thì sao lên tiếp à, nếu mà ra nhiều thì sao lên tiếp nếu mà mấy ông me mấy ông bu vô nhiều thì sao gãy luôn Thấy không chưa? Đó, đó là những cái cách đánh của những con này. Thành ra đã, đã lên tới đây là nó quýnh lô rồi. Nhìn là phải nhìn từ dưới chứ lên trên đây thì phân tích cái gì nữa. Thành không? Mà còn anh chị chấp nhận anh chị bắt vào những cây này thì thật ra anh chị cứ bắt đi. Sai anh chị cắt thôi. Mà đánh theo cái kiểu này sợ cái là tới lúc cắt cắt không được mới đau. Mai nó thả cho bốn dấu gạch là khỏi cắt. Nó nhân từ nó thả cho chơi á thì nó còn giao cắt nha. Anh chị biết nha, sẽ có những lúc anh chị đánh những con này nè, anh chị chỉ mong muốn là nó chỉ được khớp giá sàn thôi là mình cảm thấy mình hạnh phúc cực kỳ luôn đúng không đánh mấy con mà gạch gạch như thế này nè mình chỉ mong là nó mở cái giá sàn ra cho tôi bán thôi tôi bán được cái giá sàn là tôi mừng muốn chết đúng không chứ nó thả dấu gạch rồi làm sao bán nó thả cho bốn cây là tới lúc bán là đã hai mươi mấy phần trăm rồi đúng không cứ cây bảy bốn cây là nhiều hai tám phần trăm rồi tới lúc 28 tám phần trăm thì bán cái gì nữa đúng không rồi tâm lý là kêu bán cái gì nữa là kẹp luôn Thành ra những cái trạng thái cổ phiếu cổ phiếu mà đi dạng cây thông như thế này á thì anh chị nên có một cái góc nhìn như vậy. Hình vô không? Cho nên ai hỏi là hôm nay bắt cây này ăn hay không? Không biết. Muốn ăn không vô bắt thử biết à. Anh chị cứ vô bắt thử đi hàng về anh chị sai anh chị cắt. Còn nó cho anh chị cắt hay không thì thì tùy. Hình dung không? ăn đi vui. Đúng mà Ăn đi vui vậy thôi. Rất đơn giản. Cổ phiếu lái mà đi phân tích làm gì? Hình vô không? Đó. Tính ra con này mới có content nói đó, chứ hôm nay chắc đăng lại video cũ luôn, không có gì đâu nói. Tại vì hệ thống tùy theo cái chiến lược của hệ thống thôi nha. Hệ thống nguyên quan điểm không có thay đổi đâu anh chị. Ở dưới là chỉnh là đã mua rồi, lên 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 bò là chỉ chờ tăng để bán thôi. Giống như hôm nay có con hòa phát nè, trộn này con hòa phát lên ngon. Đến tuyệt vời luôn. Em mua từ cây sàn này, đúng không? Cái cây rút chân này nè, mua 283, mua thêm ở đây. Trung bình khoảng 284, đó, đang vẫn đang chờ cho nó kéo. Thì hôm nay nó kéo lên là ăn được trăm ừ, họ phát ban cho margin cao là rất là ngon nha còn nó siêu về tạm chiếu thì nó cũng vậy cũng biên độ thì cũng không mấy thì nó cũng rứa nó cũng giống ngày hôm qua chứ có hát gì đâu không, ha rồi à, con hoa sen trời ơi con này đu bị đu nhiều nha bị đu rất nhiều mà bị đu không chỉ một vòng đâu bốn năm vòng vậy đó như đu ở đây nè xong cắt ở đây nè xong rồi mua lại ở đâu ở đây nè xong rồi mua thêm hay là cắt ra xong mua lại gì đấy hai ba ngày gì đó là hôm nay nhà hàng cũng mới về xong ấp luôn không biết là có chốt chưa đúng không nói chung đánh nhưng mà cứ ra vô ra vô trong miệng ở dưới này thì không mua đâu ở dưới này đi cắt mà lên trên đây mua lại mới ghê chứ mình vô không đó đó là những cái trạng thái mà bị tâm lý anh à, chị thấy không cứ dưới chỉnh á thì cầm tiền đứng ngoài kêu rủi ro kêu về những vùng sâu hơn nó vừa kéo lên cái là biết mình sai trên đây này, bắt đầu mới kiếm đường mua lại thì mua lại cái nó lại chỉnh tiếp à, nó vô một cái thế vậy đó bởi vì khi mà đã chật form á là nó chật một chuỗi luôn nên rất cẩn thận nha cái phong độ và tâm lý nó giống như thể thao vậy đó phong độ tâm lý của nó rất quan trọng nha anh chị đánh một hồi mà cái tâm lý anh chị mình mà đang trong cái test thua đó, anh chị đưa ra quyết định nó dễ sai tiếp lắm à, mà sai tiếp nhiều là nó bị rén mà bị rén một hồi là là qua cái pha sao tới lúc mà nó vượt đỉnh thật á thì lại không dám chơi à, cái tâm lý nó rất quan trọng nha trong tất cả mọi thứ cái tâm lý nó sẽ ảnh hưởng đến cái, cái rất nhiều thứ luôn hình dung nha hình dung vấn đề đó còn mấy con khác anh chị thấy nhờ, dòng tiền thị trường thì ngoài đánh một số những cái con mà, mà nó cháp cháp lên nó bùm lên ví dụ như cái tuổi thủy sản nè, nó nổ lên nó bịp nè. Đúng không? Rồi cái tuổi TNG nè đó, bữa em em kêu hút lên rồi bà con đi đồn rồi bán đi, không chịu. Mai nó chỉnh xuống này một phát là về lại biên dưới. Thì cũng có ăn đâu. Hình dung không? Rồi thép nè, đu đu vô chỉnh đọt là cũng chết. Là mấy ngày nữa, hai ba ngày là cũng cắt lỗ cho xem đó rồi mấy con như là phân bón rồi nè đu vô nè đó đu vô kiểu gì nó cứ <laughs> lên cái là vậy rồi bảo hiểm nè đó cái dòng mà mua sau á là nó hết con mua rồi là nó hay mua mấy con dòng tiền riêng lẻ lắm là nó dễ lắm này nè đó 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 cái này rất là quen nha em em thấy là nó cũng diễn ra rất là nhiều lần trong rất là nhiều pha của vừa nay rồi mà không biết tại sao mà cứ cứ bị vi phạm lại hoài ha nhiều khi mình bị một vài lần mình phải tư duy ra được chứ đúng không mình bị nhiều là có vấn đề chứ hình dung ha hình dung vấn đề đây rồi còn mấy con tích lũy dưới thì em thấy nó không khác biệt gì lắm cũng vậy thôi hình dung ha cứ quan điểm á chỉnh là canh mua đúng không tăng thì bán như, như thế này em đang em bán vinamilk nè đó, bán giá cao nhất luôn cao nhất là sáu bảy tám và mấy sáu bảy đó tại vì em thấy nó không lên được nữa tại vì thường á con này nó lên á cái tính của nó là gì nè nó lên rất là nhanh đúng ra hai ba ngày trước nó phải kéo lên số 9 luôn còn nó không kéo số 9 mà nó khựng lại mà sáng tự nhiên nó có dấu hiệu á phái sinh bắt đầu lúc mà nó sọt sọt được tí á nó đạp chung một phát là biết rồi nhìn cái lực này là thấy không ok rồi là biết nó về lại số 6 rồi rồi về lại số 6 mình sẽ làm vòng 3 đó vậy đó anh chị phải có cái độ nhạy anh chị phải nhìn được anh chị ha anh chị phải hiểu được cái cái bản chất của cổ phiếu thì thường á mỗi đồ lái nó sẽ có một tính cách riêng à mà phải nhìn được cái tật của nó nó mới chơi được hình dung ha đó còn anh chị mua ngân hàng thì ngân hàng đúng kiểu vô thưởng vô phạt luôn á nghe bê này em cầm em cảm giác như em không cảm nhận được vị đắng mà cũng không cảm nhận được vị ngọt luôn ăn thì cũng không ăn mà thua cũng không thua <laughs> mình nuôi thôi mình nuôi những con này ha Vị bi cũng vậy nè mua giá thấp quá là giờ cũng không ý kiến gì lắm à, cũng vậy à bình thường liên việt cái cầm thì cũng không có cảm giác gì đó kiểu kiểu thế đúng không bidv vùng này đẹp nha bidv đang rất mè luôn bidv nó có hai cái kiểu đánh một á là nó sẽ lên luôn ở nhịp này hai đã rủ cái cây cái nó kéo lên lại đây là nó có cái nhịp này này nè con này là đã, đã lên này, đúng không nó đi ngang mấy cây nó rủ một cây anh chị thấy không mà nó kéo luôn nè nó kéo luôn thì anh chị phải bắt được cái nhịp này của bidv nè đúng không nhưng mà nếu mà có cái nhịp này của bidv thì chắc chắn là thị trường vừa ngàn ba nha dùng băng là đang xếp đốt trận đấy băng đẹp mày băng là sống của năm nay anh chị ha cho nên là anh chị thấy thị trường băng nó vẫn đang giữ ok là vẫn em vẫn view là thị trường bây giờ những cái dòng tiền ngắn hạn ở đây nè nó cứ nhả ra vô đi cho nó nhả thoải mái xong rồi nó nó kéo lên tiếp đó tới lúc vừa ngàn ba là cũng vô lại à là nó sẽ bò bò lên nếu không vô lại nó kéo lên tiếp ngàn ba hai mươi là lên ngàn ba hai mươi bắt đầu á dòng tiền nó nổ lên một phát là bắt đầu mới bô thiệt đó nhưng mà như thế em chị phải view vậy đó Thành là hiện tại là quan điểm hệ thống nguyên không có thay đổi gì đó Nó vẫn rứa thôi Nha, vẫn vậy thôi, không có gì hết Bình thường Mua dưới mà lo cái gì Không có mời đồng danh một mà không mua thêm mà Nói chung nếu mà nó mua con nổ thì anh chị coi kênh Nguyên biết Nguyên có mua con nổ bây giờ đâu Đúng không ạ, mấy con nổ Nguyên đâu có Đúng không ạ, Nguyên không có mấy con nổ đâu, yên tâm nên nó siêu lại nó cũng vậy à Mình có đâu mình nói Vì con cũng đẹp nè Vì con thế này ok nè Nổi lên đi nè lại là ok nè À, nè những cái phone của Vietcom á, thường nó đi lên lại nó hay đánh một nhịp mạnh lắm nha đó nói chung là nhìn những cái thế như này là anh chị biết anh nhìn thị trường rất là ok luôn rồi em có kêu anh chị là sao nhìn trụ nhìn con gì FPT mà WG về mà gãy trên, trời ơi không có gãy đâu anh chị nhìn nó rủ nè rủ cái đó lên tiếp rồi thấy không à anh nhưng mà như thế nhưng mà nói chung em không mua mấy con này nhưng mà nhìn mấy con này là chắc chắn là gì chưa gãy trên Thì chưa không có gì hết á bình thường hai con này là hai con dẫn sóc nè khi nào con này hai con này với con liên việt á mà nó có vấn đề á thì thì vừa mới có vấn đề không thôi gì ha không mọi thứ vẫn bình thường với lại chủ á để ý con masa này nè à anh chị để em con này nha bữa em để ý con bnz gì nhớ không mua không kịp à, gặp em là em mua ngay nền rồi gặp em á là cái cây nổ này em bán rồi à, với cái xì si tay của em là dưới này nổi lên cái là đi là cốt đúng không là bán ngay tại thương ở trong biên bây giờ đánh như vậy thôi đúng không con masa này cũng đẹp nè à chắc là bán Vinamilk chắc mai mà qua mua masan nha masan được đấy à, cây này nhiều khi mai nổ nè gì ha cứ nhìn trụ thôi trụ nhưng mà trụ nổ rồi là không được mua nữa nha nổ rồi nó sẽ siêu lại anh chị phải nắm được cái thời cơ mà nó mới đúng cái thời điểm đó thôi cho nên đánh chủ rất là dị nha đánh phải quen đánh không quen được có đánh đánh không quen thì cứ đi nuôi ngân hàng với lại dầu khí rồi băng chiến thép dầu rồi cho em đi nha nếu không thích nếu mà không đánh được những cái con mà nhạy tiền như là tụi chủ á anh chị phải nhìn phải sinh quen nữa còn nếu không nhìn được á thì cái đi vô cứ mua hoa phát đi cứ mua băng đi đúng không ạ rồi bắt đáy tụi trứng kìa nằm ở dưới kìa đúng không ạ vô đó là bác đúng không nhưng qua điểm hết rồi nhưng mà đang chờ lên thôi chứ không làm gì hết thành dung ha mình biết thì chưa lên mà đâu có làm gì đâu đó. nói chung nay cũng không làm gì nay bán mỗi vitamin đó, mấy bữa trước thì mua cách đây mấy con mua thêm Nhưng mà mấy con em mua thì nó đâu giảm Đa phần á, nó chỉ cuộn tiền vô những cái con mà Riêng lẻ rồi đó, chân rồi đó Rồi quay lại đó, cũng mấy con đó xào nấu thôi Nó cứ tự kéo lên xong tự đập xuống Nhà tôi cứ đu lên đu xuống trong những cái vùng trên cao vậy đó Rồi là cứ liên tục cắt lỗ thôi Đúng không? Không ăn Còn những con ở phía dưới nó bò lên á Là những con chị phải cực kỳ chú ý Những cái con đó mới thật sự là những con mà tạo ra biên của thị trường Những con cái trên nó không có tạo biên được đâu Hình dung ha, rồi ok Cảm ơn chị rất là nhiều em dành thời gian tối nay xem video của Nguyên à, hai cho Nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà Nguyên ra video anh chị nha Rồi, hôm nay nội dung không có nhiều đâu Đúng không? Tại quan điểm hệ thống ít thay đổi Có thay đổi gì đâu Đúng không? Có gì đâu mà nói Em tính đăng video cũ qua đó Em vô xin chào chị nhà tư và đi châu phiên ngày hôm nay cái ghép video cũ vô <laughs> Chớ nhanh Mình có mua nổ đâu Anh chị ha nó siêu lại đi giải thích cái gì bây giờ đúng không ạ à? dạ rồi cảm ơn chị mình rất là nhiều